Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cứu hộ thành công hàng chục tàu cá cùng ngư dân ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình gặp sông lốc trên biển vào bờ an toàn. Thông tin và hình ảnh do khán giả Minh Phong có số điện thoại 0911 3 số cuối 011 cung cấp. Bức xúc trước việc xe chở đất quá tải gây hư hỏng đường xá và ô nhiễm môi trường, người dân xã An Đông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tìm nhiều cách để chặn đoàn xe này, phản ánh của người dân địa phương. Còn tại Thái Bình, tiểu thương lấn chiếm lòng đường họp chợ gây ách tắc giao thông trên tuyến đường liên huyện, đoạn khu 2B, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, phản ánh của khán giả Bùi Tiến có số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Bất chấp quy định, xe tự chế vẫn ngang nhiên hoạt động trên các tuyến đường tại Bình Dương, phản ánh của khán giả Trần Vân từ địa chỉ email hoangvanquynhon@gmail.com. Bỏ ra hàng tỷ đồng để mua nhà, nhưng đến nay, hàng trăm người dân đã dọn về sinh sống tại khu đô thị Ao Sào, Hoàng Mai, Hà Nội vẫn đang phải chịu cảnh 3-0. Không nước sạch, không đường, không sổ đỏ. Phản ánh của khán giả Diêm Đăng Kiên từ số điện thoại 0163 3 số cuối 721. Chiếc thuyền buồm phám hiểm thế giới, cassette của một tổ chức tư nhân Brazil cập cảng Nha Trang, Khánh Hòa để chuẩn bị hành trình quay phim tại Việt Nam. Clip do khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa ghi lại và chia sẻ cùng chương trình. Về xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cảm nhận không khí làm việc hối hả, khẩn trương của một làng nghề đang trên đà phát triển. Chia sẻ của khán giả Trần Hồng Đáng từ số điện thoại 0982 3 số cuối 681. Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa ngày 13 tháng 5, lực lượng cứu hộ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã ứng cứu đưa hàng chục tàu cá cùng ngư dân vào bờ an toàn. Trước đó, thì các tàu này đã bất ngờ gặp một cơn dông lốc quét qua sát bờ biển khi đang đánh bắt hải sản. Một số thông tin và hình ảnh về sự việc đã được khán giả Minh Phong có số điện thoại 0911 3 số cuối 011 ghi lại và cung cấp tới chương trình. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 13 tháng 5, hàng chục tàu thuyền loại dưới 12 mã lực của ngư dân các xã Hải Trạch, Đức Trạch và Nhân Trạch trên đường quay vào bờ sau một đêm đánh bắt hải sản trên biển thì bất ngờ gặp một cơn dông lốc quét qua sát bờ biển, gây sóng to gió lớn, khiến hầu hết các tàu thuyền nói trên không thể cập bờ được. Trong đó có một số tàu đã bị sóng đánh chìm. Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã nhanh chóng triển khai ứng cứu, gồm lực lượng tại chỗ thuộc các xã và lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng lực lượng tăng cường từ tỉnh xuống để cứu ngư dân. Lực lượng chức năng đã điều các tàu cá lớn cùng với các tàu của Hải đội 2, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đóng tại xã Thanh Trạch nhanh chóng tiếp cận các tàu cá bị nạn, đưa các ngư dân vào bờ. Sau nhiều giờ ứng cứu, đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, hầu hết ngư dân bị mắc kẹt trên những chiếc thuyền nhỏ trên biển đã được đưa vào bờ an toàn, rất may không có thiệt hại về người. Sáng ngày 13 tháng 5, giao thông tại con đường dân sinh ở xã An Đông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân đó là do người dân nơi đây kéo nhau ra chặn đoàn xe tải, không cho đi vào khu dân cư. Để phản đối việc gần một năm này trở lại đây, đoàn xe quá tải này đã gây ô nhiễm môi trường và xuống cấp đường xá tại đây.
Ngay từ sáng sớm, ngày 13 tháng 5, đoàn xe tải đã xếp hàng dài cả cây số trên con đường ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Để ngăn các xe này đi qua, người dân nơi đây đã mang gạch, gậy, xếp la liệt ra đường. Những chiếc xe ben với phần thùng cỡ đại nhưng vẫn căng thêm bạt để chở quá tải. Trước sự bức xúc của người dân, chỉ có thể đứng im một chỗ. Con đường lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài ở cả hai chiều. Cảnh sát giao thông đã phải có mặt để điều tiết các phương tiện. Đây không phải là lần đầu tiên mà người dân xã An Đông phải dùng các biện pháp mạnh như trên để phản đối việc xe quá tải lưu thông qua địa bàn. Họ cho biết, từ cuối năm 2015, ngày nào các xe tải chở đất phục vụ việc làm đường ở xã Phan Sơn cũng chạy ầm ầm qua con đường xã An Đông. Đáng nói hơn là các xe đều chở quá tải, không che chắn cẩn thận, lại thường phóng nhanh khiến bụi đất bay mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây. Qua chương trình, người dân An Đông hy vọng chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng sẽ sớm có biện pháp xử lý tình trạng xe quá tải, đồng thời hạn chế tần suất xe chạy không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tránh để bức xúc trong nhân dân ngày càng cao dẫn đến hành động tự phát gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Thưa quý vị, để có cái nhìn hai chiều về vấn đề này, góc nhìn khán giả sẽ liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã An Đông, Triệu Sơn, Thanh Hóa đề nghị xác minh và có hướng giải quyết thỏa đáng. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Bùi Tiến có số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Anh Tiến cho biết, nhiều năm qua, người dân khi lưu thông trên tuyến đường liên huyện, đoạn xã khu, đoạn khu 2B, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, không khỏi bức xúc trước tình trạng nhiều tiểu thương vô tư lấn chiếm lòng đường để buôn bán, kinh doanh. Mặt hàng được các tiểu thương bày bán ở đây gồm nhiều thứ nhưng chủ yếu là hàng hóa cồng kềnh, khiến cho tình hình an ninh trật tự rơi vào cảnh hỗn loạn và ùn tắc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Đường liên huyện đoạn qua khu 2B, thị trấn Quỳnh Côi là tuyến đường huyết mạch có lưu lượng phương tiện qua lại cao, trong đó có nhiều xe ô tô, xe khách trọng tải lớn. Tuy nhiên, lòng đường đã bị hàng chục hộ dân hai bên đường kinh doanh lấn chiếm trong nhiều năm qua. Cùng với đó, các tiểu thương lại vô tư họp chợ cóc ngay dưới lòng đường, khiến tuyến đường này thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Theo phản ánh của khán giả Bùi Tiến, trước tình trạng trên thì chính quyền đã có biện pháp xử lý, song chưa đủ quyết liệt nên chỉ được một thời gian thì đâu lại vào đấy. Khán giả Bùi Tiến cũng cho biết thêm, trên thực tế thì ở đây đã có nhiều vụ va chạm xảy ra giữa các phương tiện lưu thông và người dân dừng lại mua bán, cũng như là người bán hàng và gây mất trật tự, an ninh. Qua phản ánh thì anh Tiến kiến nghị chính quyền và cơ quan chức năng của huyện Quỳnh Phụ cần phải có biện pháp mạnh hơn nữa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để người tham gia giao thông được thuận lợi và tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Còn tại Bình Dương, khán giả Trần Vân từ địa chỉ email hoangvanquynhon@gmail.com cho biết, hiện nay tình trạng chế xe máy thành xe kéo để thổ hàng vẫn diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh mà không thấy cảnh sát giao thông hay lực lượng chức năng tuần tra và xử phạt. Sau đây là một số hình ảnh mà anh Vân mới ghi lại được về vi phạm này.
Những hình ảnh này được khán giả Trần Vân ghi lại vào trưa ngày 10 tháng 5 năm 2016 trên tuyến tỉnh lộ DT743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ba người trên chiếc xe máy kéo tự chế phóng khá nhanh trên đường. Do hàng hóa đã xếp kín trong thùng nên hai người còn lại ngồi vắt vẻo trên thành. Người đàn ông cầm lái cứ vô tư vít ga. Hai người phía sau, trong đó có một thiếu niên, cũng thoải mái cười đùa mà không lường được những nguy hiểm mà họ đang tạo ra cho chính mình và những người cùng lưu thông trên đường. Khán giả Trần Vân cho biết, chứng kiến cảnh tượng trên thì anh cũng như là nhiều người đi đường thường cảm thấy rất ái ngại và lo lắng. Bởi chỉ cần một chút bất cẩn hay gặp chướng ngại vật bất ngờ phải phanh gấp thì hai người ngồi sau có thể bị văng xuống đường, hậu quả sẽ khôn lường. Hơn nữa, đây là tuyến đường chính nên có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông. Hành vi tham gia giao thông không đảm bảo an toàn của những người trên chiếc xe máy kéo tự chế không chỉ gây nguy hiểm cho chính họ mà còn có thể làm liên lụy đến những người cùng lưu thông khác. Gửi phản ánh tới chương trình, khán giả Trần Vân hy vọng Ban An toàn Giao thông, các ngành chức năng sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm trong clip để giảm thiểu tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, được đưa vào khai thác từ cách đây gần 2 năm, thế nhưng khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn ở trong tình trạng 3-0. Không nước sạch, không đường, không sổ đỏ. Những phiền toái, rắc rối liên tục nảy sinh trong cuộc sống của người dân như một hệ quả tất yếu. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip phản ánh do khán giả Sim Đăng Kiên có số điện thoại 0163, 3 số cuối 721 đã cung cấp tới chương trình. Dù hàng trăm người dân đã về sinh sống từ gần 2 năm nay, nhưng cho tới thời điểm này, khu đô thị Ao Sào vẫn đang phải chịu cảnh 3-0, không nước sạch, không đường, không sổ đỏ. Đường ra vào khu đô thị vẫn còn khó khăn. Để ra vào khu đô thị này, phải lưu thông trên con đường dài hơn 1 km, dải đá cấp phối hoang vu, ngày mưa thì lầy lội. Ngày nắng thì bụi mù mịt, hoặc phải đi vòng qua làng. Cũng vì chưa có đường nên cho tới lúc này, cả một dãy gần chục ngôi nhà dù xây xong nhưng chủ nhân không dám về ở. Vì chỉ ra khỏi cửa hơn 1 mét là đi ngay xuống ao cá. Nhưng khó khăn nhất chính là việc không có nước sạch sinh hoạt. Để có nước, các gia đình phải tùy cơ ứng biến. Có hộ thì đi xin mua nước sạch của các hộ dân trong làng Giáp Nhị. Tuy nhiên, giá nước lên tới gần 50.000 đồng một mét khối. Dù đắt nhưng cũng không dễ mua. Vì vậy, các hộ đành phải khoan giếng. Ngoài nỗi khổ không đường, không nước sạch, thì chủ nhân của những ngôi nhà có giá tới 4-5 tỷ đồng này cũng đang bức xúc. Vì theo hợp đồng, thì sau khi bàn giao nhà 3 tháng, cư dân sẽ nhận được sổ đỏ. Nhưng cho tới lúc này, họ vẫn chưa nhận được. Vì thế có gia đình có nhu cầu bán hay thế chấp ngân hàng để vay vốn kinh doanh, nhưng cũng không thể làm được. Qua tìm hiểu, khán giả Diêm Đăng Kiên được biết, khu đô thị Ao Sào có tổng diện tích lên đến gần 100.000 m2 với trên 300 biệt thự liền kề. Năm 2013, dự án từng gây sốt với giá mỗi mét vuông biệt thự liền kề khoảng 18 triệu đồng.
Đây cũng từng được coi là khu đô thị hiện đại bậc nhất ở khu vực phía nam của thủ đô, vì theo quy hoạch sẽ có hồ nước điều hòa, bãi đỗ xe và nhà văn hóa, khu vui chơi. Tuy nhiên đến nay thì người dân nơi đây vẫn không có đường đi theo đúng nghĩa, không có nước sạch và không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Diêm Đăng Kiên cũng như là những cư dân của khu đô thị Ao Sào rất mong chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần sớm hoàn thành dự án, nhất là việc cấp nước sạch, giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống. Được sự giới thiệu của Đại sứ quán Brazil, chiếc thuyền buồm thám hiểm vòng quanh thế giới Cassette của một tổ chức tư nhân Brazil đã cập cảng ở Nha Trang, Khánh Hòa vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2016. Khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa, người gửi những hình ảnh về chiếc thuyền buồm tới chương trình cho biết, trong thời gian ở lại Việt Nam, những người ở trên thuyền sẽ thực hiện những cảnh quay về văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam để phát trên các đài truyền hình lớn của Brazil. Đây là chiếc thuyền buồm Cassette của một tổ chức tư nhân thuộc sở hữu của gia đình ông Chapman, người Brazil đầu tiên tổ chức chuyến đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm. Đi cùng ông là một đội ngũ quay phim thực hiện tin tức của các đài truyền hình lớn tại Brazil, chuyên chuyển đi những tin tức cập nhật, những khoảnh khắc đáng nhớ về chuyến đi. Lần này, họ sẽ giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè Brazil. Qua tìm hiểu, khán giả Vân Hằng được biết, trong 31 năm qua, đoàn của ông Stuman đã đi qua 3 đại dương và 7 lục địa. Đến năm 2014 thì chuyến thám hiểm thế giới lần thứ 3 được khởi hành, và Việt Nam là một trong những điểm đến cuối cùng trước khi họ trở về Brazil. Dự kiến thì chiếc thuyền buồm sẽ neo đậu tại Nha Trang 2 tuần. Các thành viên của đoàn thám hiểm sẽ đi tham quan, làm phim với các bảo tàng, trung tâm văn hóa cùng các danh lam thắng cảnh của Việt Nam từ Nha Trang đến Đà Nẵng. Đến với xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội hôm nay, chứng kiến nhịp sống sôi động và sự phát triển đến chóng mặt, nhà cửa khang trang, đường làng ngõ xóm sạch đẹp là kết quả phấn đấu đi lên từ nghề cắt may gia công quần áo may sẵn hàng chục năm qua của người dân nơi đây. Mời quý vị cùng cảm nhận nhịp sống hối hả tại đây qua clip chia sẻ của khán giả Trần Hồng Đáng có số điện thoại 0982 3 số cuối 681 đã gửi tới chương trình. Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ giờ khang trang với hàng chục cửa hàng giới thiệu sản phẩm may mặc của người dân dọc các tuyến đường chính nối từ quốc lộ 32. Tại đây luôn tấp nập người và xe đến giao thương buôn bán. 200 đại lý bày bán các sản phẩm quần áo, các kiện hàng được đóng gói ngay ngắn, chờ mang đi tiêu thụ. Một không khí sôi động, hiếm có vùng nông thôn nào có được. Được biết, tại Tam Hiệp có hơn 2.000 hộ làm nghề may mặc, trong đó xưởng sản xuất quy mô từ 30 đến 50 máy may, thị xã có tới 50 xưởng. Sản phẩm may mặc tại đây có lợi thế cạnh tranh về giá. Hơn nữa, đa phần hộ sản xuất ở đây khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, chủ động thay đổi kiểu dáng, mẫu mã. Các hộ sản xuất theo mùa, mùa hè may áo chống nắng, áo phông, còn mùa đông may áo phao, áo rét, nên hàng làm ra đều tiêu thụ hết đến đó. Không những vậy, ở Tam Hiệp, giờ có nhiều gia đình bắt kịp với các xu hướng thời trang cao cấp, sản xuất hàng chất lượng cao, phương thức bán hàng cũng có những thay đổi. Gần đây, phát triển bán hàng qua mạng. Không chỉ cung cấp cho thị trường cả nước, làng nghề còn có 7 hộ chuyên làm hàng may mặc xuất khẩu sang Lào và Campuchia. Qua tìm hiểu, khán giả Trần Hồng Đáng được biết, vào khoảng những năm 1999, năm 2000, xã Tam Hiệp vẫn là một xã thuần nông. Vào thời điểm đó thì do cần thêm công ăn việc làm, cải thiện thêm thu nhập, những lúc đông nhàn nên một số hộ dân tại đây đã nhận gia công cho một số cơ sở cắt may ven Hà Nội như là Cổ Nhuế và Hà Đông.
nắm được cơ chế thị trường nên một số thanh niên trẻ tại đây đã mạnh dạn vay vốn mở xưởng cắt may và gia công tại nhà, sau đó tìm mối hàng tại các chợ đầu mối trên khắp cả nước. Do cần cù chịu khó nên các sản phẩm may sẵn của người dân Tam Hiệp nhanh chóng được ưa chuộng và bán rất chạy hàng. Cũng vì thế mà họ rủ nhau mở xưởng cắt may và nơi đây bắt đầu hình thành một làng nghề may mặc và đang trên đà phát triển mạnh. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay. Trưa ngày 13 tháng 5, lực lượng cứu hộ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã ứng cứu đưa hàng chục tàu cá cùng ngư dân vào bờ an toàn. Trước đó, các tàu này đã bất ngờ gặp một cơn dông lốc quét qua sát bờ biển khi đang đánh bắt hải sản. Thông tin và hình ảnh do khán giả Minh Phong có số điện thoại 0911 3 số cuối 011 cung cấp. Sáng ngày 13 tháng 5, giao thông tại con đường dân sinh ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị ùn tắc nghiêm trọng do người dân nơi đây mang gạch, gậy xếp la liệt ra đường, ngăn không cho xe tải đi vào. Được biết, hầu hết trong số này đều là xe chở đất, phục vụ công trình làm đường ở xã Văn Sơn, thường xuyên chở quá tải và chạy bạt mạng qua đây, khiến đường xá hư hỏng, môi trường ô nhiễm. Phản ánh của người dân xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều năm qua, người dân khi lưu thông trên tuyến đường liên huyện, đoạn thuộc khu 2B, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, không khỏi bức xúc trước tình trạng nhiều tiểu thương vô tư lấn chiếm lòng đường để buôn bán, kinh doanh, khiến giao thông qua đây rơi vào cảnh hỗn loạn trong giờ cao điểm. Phản ánh của khán giả Bùi Tiến từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Bất chấp quy định, xe máy tự chế vẫn ngang nhiên hoạt động trên tuyến tỉnh lộ DT743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hơn nữa, chiếc xe này còn chở hai người ngồi vắt vẻo phía sau rất nguy hiểm, bởi chỉ cần một chút bất cẩn hay gặp chướng ngại vật bất ngờ phải phanh gấp thì cả hai người ngồi sau có thể bị văng xuống đường, hậu quả khôn lường. Phản ánh của khán giả Trần Vân từ địa chỉ email hoangvanquynhon@gmail.com. Được đưa vào khai thác từ cách đây gần 2 năm. Thế nhưng, khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn đang ở trong tình trạng 3-0, không nước sạch, không đường, không số đỏ. Vì vậy, cuộc sống của những cư dân trong khu đô thị này gặp rất nhiều khó khăn. Phản ánh của khán giả Diêm Đăng Kiên có số điện thoại 0163 3 số cuối 721. Được sự giới thiệu của Đại sứ quán Brazil, chiếc thuyền buồm thám hiểm vòng quanh thế giới Cassette của một tổ chức tư nhân Brazil đã cập cảng Nha Trang, Khánh Hòa vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2016. Trong thời gian ở lại Việt Nam, những người trên thuyền sẽ thực hiện những cảnh quay về văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam để phát trên các đài truyền hình lớn ở Brazil. Clip do khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa ghi lại và chia sẻ từ chương trình. Đến xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội hôm nay, chứng kiến nhịp sống sôi động và sự phát triển đến chóng mặt. Đó là kết quả phấn đấu đi lên từ nghề cắt may gia công quần áo may sẵn hàng chục năm qua của người dân nơi đây. Tại đây luôn tấp nập người và xe đến giao thương, buôn bán. Một không khí sôi động hiếm có vùng nông thôn nào có được. Chia sẻ của khán giả Trần Hồng Đáng có số điện thoại 0982 3 số cuối 681. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị, đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào và hẹn gặp lại!